Rồi nha, Sohora mình chuẩn bị mình tắm biển đây. Mọi người thấy bãi cát thích chưa? Đó, thấy biển đẹp chưa? Ok. Đây là cảnh mọi người ra tắm cát tại bãi Suối Tiên, là một góc biển của bãi Bàng tại Hòn Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang. Đây mọi người thấy nè. Mình sẽ dùng cái dĩa này nè để mình đào cát nha. Mọi người chôn sâu khoảng 3 tấc. Chỉ chừa cái đầu ra thôi. Và một tay. Chân mình cách mặt biển á, cái mực nước biển, cái phần mép biển á là khoảng 2 mét đến 3 mét, nơi hơi ẩm. Đây là hai vợ chồng đang cố níp tay nhau. Tao em thấy tắm cát sao? Em, dễ chịu không? Em bắt đầu cảm thấy cái mạch nó đập rõ hơn. Mạch đập rõ hơn à? Ok. Chua chua, cảm giác ngứa, chắc là sắp. Cái này phải cắm thấp xuống một tí nữa. Ok, ok, ổn. Sao? Em thấy sao? Tắm cát dễ chịu không? Thoải mái không? Ấm ấm, hơi hơi giống sông hơi. À, giống sông hơi phải không? Sao chị tắm cát hay không chị? Ok phải không? Cứ bỏ cuộc rồi đó. Để mà ai bỏ cuộc? Lại ngứa. Không, đừng có cố gắng. À, cảm thấy ngứa trên da, nét khó chịu thì mình tắm lại sao? Hôm sau mình sẽ tăng thời gian lên. Yeah. Mỗi ngày mình sẽ tăng thời gian lên cho đến khi nào tắm được khoảng 1 tiếng trở lên. Chào cô. Thấy thoải mái không cô? Rất là tuyệt vời Duy. Dạ, tuyệt vời đúng không? Như cơ thể mình đang được thanh lọc. Đúng rồi, mình đang được đào thải độc tố. Nó phải máu nó chạy rần rần không? Dạ, tắm cát là cách để mình thải độc cơ thể hiệu quả, đặc biệt là các cái kim loại nặng á. Do mình sống trong cái môi trường mà bây giờ là rất là ô nhiễm từ thức ăn, nước uống, không khí. Đang ngập thời gian. Ở đây mình sát mép biển nè, biển trong lắm, tắm cát xong cái mình ra mình tắm biển luôn. Mọi người ngoài kia đang tắm biển. Đây, cát rất là sạch. Cảm ơn bạn Vinh nha, hướng dẫn viên Kim luôn là huấn luyện viên hướng dẫn mọi người tắm cát. Cảm ơn em. Rồi mọi người ra Hồng Sơn trải nghiệm tắm cát tại bãi Bàng nha. Hẹn gặp mọi người ở Hồng Sơn. Mọi người ra Hồng Sơn là có bạn Vinh đẹp trai dễ thương dẫn tôi nha. Ok. Tắm cát nghe tiếng sóng biển êm không con? Ok. Nghe thì tiếng tạm lắm. Dạ. Wow, bên đây có đôi uyên ương nè, đang chụp hình cưới nè. Cho quay cát cái nha.
cát được bao nhiêu phút rồi? 30 phút đó cơ. 30 phút, hay quá vậy, giỏi quá vậy. Dạ. Rồi, rồi, ok. Cô được 30 phút luôn hả cô? Dạ. Cô tắm chung luôn đó ha, 30 phút luôn ha. Ok, tuyệt vời quá. Lên luôn nha. Này. Tuyệt vời chưa? Cô cho cảm nhận đi con. Cả người da vậy nó hồng lên nè. Dạ. Da vậy nó hồng hào lên. Tại vì máu nó lưu thông rồi. Em cũng dạ. Rất là tuyệt vời. Hồng lên. Hồng lên. Hồng lên. Xin lên. Xin lên nào. Có cái hồng làm xé trước đây. Dạ, làm ké là dấu, làm ké cái bên luôn. Chị đang ngồi ngoài bãi biển nè, cho mọi người tắm biển và tắm cát nè. Đang ngồi kế chú Trung luôn nè. Ôi, sao cảm giác sao chú? Vâng, ấm áp thôi. Ấm áp hả? Ờ, được về, trở về với đất mẹ nè. Dạ, trở về với đất mẹ. Trở về đất mẹ. Trở về với mẹ thiên nhiên hả? Đúng rồi. Dạ. Ở đây là bãi biển tuyệt vời nha mọi người. Mọi người nhìn lên nè, trên là núi nè. Có cây xanh rất là đẹp. Còn phía dưới này là biển. Đây. Đó, mọi người ở dưới đang tắm biển. Tuyệt vời chưa? Hello Vinh. Hello. Hello mọi người. Dạ dạ, chị cứ lấy đi bình thường đi vậy. Bây giờ là Duy xuống trải nghiệm tắm biển cùng với mọi người nha. Xin chào Duy. Dạ. Nước biển, nước biển đông quá đông. Dạ. Thấy luôn ra ngồi đây mà tới cổ. Mà... biển cạn lắm cô. Em đẹp. Cô này, ok. Biển thấy biển cạn đúng không? Dạ. Biển là dễ chịu. Tháng 3 bà già đi biển. Dạ, bà già đi biển. Dạ, yeah, ok. Nước trong veo à. Dạ. Yeah. Đúng là cái biển mình đi là mình thấy đây là nơi mà thích nhất luôn á vậy. Dạ. Ở đây là thiên đường nghỉ dưỡng trong tương lai. Ở dưới này tắm biển cô nhìn lên đỉnh Mai Thiên Lãnh ha. Đúng rồi. Không trước mình leo lên đó rồi. Dạ dạ, dưới leo lên đó mình nhìn xuống đó. Mình leo lên đó mình nhìn xuống rồi đó chị Thủy. Hai vợ chồng leo lên đó. Đi khoảng 2 tiếng. Sắp tới là cô sẽ được ra tắm biển thường xuyên. Mời bạn bè ra đây tắm biển thường xuyên luôn. Dạ. Thường xuyên đi luôn. Đây cái lặng đường mình đẹp không? Tại vì đâu đây nó còn là... chồng sao biết kênh thực dưỡng thầy Duy Võ mà liên hệ đi du lịch cho đây vậy? Cũng có thời tìm hiểu cách ăn uống về để về sức khỏe. Dạ. Thì thấy cách thực dưỡng hiện đại, thấy của kênh của anh là chia sẻ nó thực tế dễ hiểu. Dạ. Nhiều kiến thức. Người người thật việc thật đúng không? Dạ. Nói thật sống thật luôn. Ra đây là
Nói chung là ai mà đi ra Hòn Sơn á, có một cái điều thế này nè, là ra lần 1 sẽ ra lần 2, ra lần 2 sẽ ra lần 3. Quá đẹp. Đó, mà ai mà ra nhiều lần là có khả năng là sẽ ở lại đây. Ở lại đây luôn. Thì mình đi du lịch ở đây 3 lần, lần thứ 3 là quyết định ở lại. Và hồi trước là anh ở đâu? Ở An Giang. Hồi xưa làm ở Sài Gòn. Đi học ở Sài Gòn, đi làm cỡ mười mấy năm với bà xã. Rồi sau đó là đi du lịch Hòn Sơn. Thì biết đến cảnh đẹp ở đây còn quan sơ cái mình. Tức là mình chỉ nuôi cái ý nguyện á. Là mình sẽ ra đây. Gần đạt được rồi. Ok. Nói chung là đạt được rồi đó. Bây giờ là trở thành công dân của đảo Hòn Sơn rồi. Dân đảo rồi. Ok. Đó, thì mình chia sẻ trải nghiệm với mọi người thì ai có duyên á thì sẽ tìm đến hiểu được đó. Giống như hai bạn vậy đó. Ok rồi, chúc hai chồng tương lai ra đây ở luôn nha. có em bé chưa? Chưa hả? Vậy là dễ nữa. Mình lúc đó mình có hai đứa con mình còn ra đây được nữa mà. Tony đây xin đi, bữa nào em đem áo phao cho Tony em. Tony thích tắm biển không? Thích. Ok. Lấy áo phao cho con. Em